Vật tư nông nghiệp Thúy Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì bên shop sẽ giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn ba cái mẫu chậu giá 9k nhé các anh các chị nhé. Đồng giá 9k ở bên shop Vật tư nông nghiệp Thúy Nhung. Đầu tiên đấy là cái mẫu E300 mà bán rất là đắt hàng, bán chạy quanh năm tại shop. Về cái độ thông dụng và cái độ dẻo dai và về cái độ bền thì cái hàng này rất là tuyệt. Các nhà vườn chuyên lấy hàng này vì vào chậu cho cây thì cái hàng hình trụ này nó chứa được nhiều đất, nó dưỡng cây rất là tốt. Cây giống đi chậu như thế này thì nó sẽ gọn gàng. Và bây giờ em sẽ đi báo kích thước đấy ạ. Rộng là 25 nha anh các anh các chị nha. Lọt lòng là 22 và cao là 23. 9.000 đồng một chậu nha các anh các chị nhá. Bao ship từ 30 chậu. Và cái mẫu chậu thứ hai là cái mẫu chậu chảo treo hàng đẹp này, màu trắng nhá. Đây khi mà chuyển thì là sẽ có em móc vào dây như kia kìa, em treo đại diện đấy để cho các anh các chị nhìn này. Đấy. Thì nó sẽ như thế này. Rộng là 22, lọt lòng là 19 và cao là 14. Cùng có giá 9.000 nha các anh các chị nhá. 9.000 còn có cả cái dây để treo nữa. Và mọi người thích trồng để bàn thì cũng được nhá. Cái dáng này cũng khá là yêu luôn, điệu đà. Tiếp đến cái loại thứ ba. A250 nhá, hàng chậu trắng giả sứ nhá, bóng nhá. Cái này thì nó sẽ có lọt có đường kính là 22,5, lọt lòng là 19 và cao là 13. Mẫu chậu này thì cũng có giá 9.000 đồng các anh các chị nhá. 9.000 đồng và cũng bao ship từ 30 chậu giống các mẫu khác. Video ngắn vừa rồi thì bên shop Vật tư nông nghiệp Thúy Nhung vừa giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn ba mẫu chậu nhé. Đều đồng giá là 9.000 đồng. Đầu tiên là mã E300 này. Thứ hai là mã bí này, bí trắng này. Ba là mã A250 trắng này. Ai mà quan tâm thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915882513. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Vật tư nông nghiệp Thúy Nhung nhé. Rất là cảm ơn các anh các chị cùng toàn thể các bạn đã theo dõi hết video ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau.